Ta sẽ lên video này. Thì cái video này em sẽ update những cái con máy mà hiện tại em đang có tại cửa hàng bên em nhé. Đấy, thì máy của bên em thì còn rất là nhiều. Có những con thì ở đây có con khách đặt tiền rồi. Và có những nói chung là còn rất là nhiều cho mọi người. Đấy, thì trước mắt các bác đây là những cái con này là em đã đặt, máy khách đặt cọc này. Đấy, Mitsuo 22 lít này, Mitsuo 22 lít này. Đấy, đây là Sharp 6 lít hàng nội địa này. Mitsuo 22, những này có đặt cọc nhá. Bọc rồi đặt cọc rồi này. Mitsuo 26 mọi người này. Mitsuo 26. Đấy. Mitsuo 22 và 21 lít này. 20 lít này. Mitsuo 18 này. 6 lít này. Đấy, Mitsuo 10 lít điện 100 này. Sharp 10 lít điện 100 này. Mitsuo 26 đặt rồi mọi người nhá. Đấy. Mitsuo 22 lít này. Đấy. Mitsuo 20 lít này. Rất là nhiều máy mọi người nhá. Đấy, bên em rất nhiều máy hút ẩm này. Sắp cột 26 lít này, mọi người đặt rồi này. Mitsuo 25 lít này. Mitsuo 20 lít này. Đấy. Mitsuo 10 lít điện 100 này. 22 lít còn này. Trên dãy kia còn rất nhiều mọi người nhá. Đấy. Thì bên em còn rất nhiều máy mọi người nhá. Rất là nhiều máy cho các bác lựa chọn trong kho vẫn còn. Đấy. Bác nào có nhu cầu về những con máy hút ẩm hàng Nhật, nội địa Nhật hoặc Nhật bãi, điện 220 cũng có, 100 cũng có, bên em có rất nhiều. Thì các bác liên hệ bên em nhé. Máy tất cả đây này. Tất cả những con máy của em đều hàng tuyển cả mọi người nhé. Hàng đẹp gần như mới luôn, hàng nguyên zin. Đấy, có những con nói chung hàng rất là đẹp, cũng như là con hàng tuyển thì càng đẹp luôn. Đấy. Bác nào có nhu cầu liên hệ bên em nhé. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video.